Anh chịu hay em ốc ở đây không? Không. Ăn đây cũng khá là ngon đấy nhỉ? Ngon. Mà cũng rẻ hơn, nó cũng không rẻ hơn lắm. Em thấy nó hơi hơi đắt. Đắt. Nhưng mà nó quay cận với con này. Cái gì? Con chim này. Người nước ngoài rất sợ ăn với con này. Con này ngon mà. À đúng rồi, người nước ngoài sợ. Ừ, người nước ngoài sợ luôn. Trung tâm ăn của mấy bạn người nước ngoài sợ lắm. Cái con ở Việt Nam nó quay quay cả con ấy, người nước ngoài nó sợ lắm ấy. Thế là trứng vịt lộn á, người nước ngoài nó sợ luôn, làm ăn luôn. Cái này khác thì trứng vịt lộn đâu. Thì em thấy ăn cái này cũng ngon. Quay tròn đấy, kiểu bóp như này này đấy. Bạn thích ăn trứng này thôi, bạn thích ăn trứng vô đâu. Các bạn đi ăn nhiều món chưa?